Thiên và Phương Trinh xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Thấu hiểu để sẻ chia những cảm xúc chân thật. Em chào chồng tương lai của em. Những gì mà em thiếu là anh sẽ làm cho em. Muốn đi với người khác phải nói với thương một tiếng. Thính ngọt ngào và đậm đà đến khó đỡ. Sao anh thiếu kinh nghiệm, em có kinh nghiệm, em có thể... Hôm đây. Một cuộc gọi để nắm bắt tần số của nhau. Chàng trai nào sẽ được chọn? Đón xem tập 5 Tần Số Tình Yêu phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 2 tháng 4 trên kênh HTV7.